thưa cô bác anh chị, cái hướng này đó là chúng ta sẽ đi về phía ngã 6 gọi là Hùng Binh Cây Gõ. Đây đang là con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Thì hôm nay thì mình thấy cái khu vực lối vào chợ đêm, khu vực kỳ đài Quang Trung đó là có trang trí rất là đẹp. Trong đó là có hai cái cổng chào từ phía bên ngoài có ghi là phố đi bộ đêm khu vực kỳ đài Quang Trung. Đây các bạn, với cái dòng chữ là phố đi bộ đêm khu vực kỳ đài Quang Trung. Lối đi vào là ngay góc đường Nguyễn Lâm cắt với đường 3 tháng 2. Hôm nay chúng ta đi vô phố đi bộ đêm thì thấy bên ban tổ chức có để một cái bảng là bãi giữ xe phố đi bộ đêm miễn phí từ 17 giờ cho tới 23 giờ. Trên phía bên trên đã ban tổ chức che những cái chiếc dù với đủ những cái màu sắc xanh đỏ tím vàng, nhìn rất đẹp nhé. Mỗi ngày bán mấy trăm ký cá chị? Ngày xưa em bán được 200 ký, là em bán được có 40 ký à. Còn khoảng 1/5. Vậy thì có đủ tiền sắm vàng không? Không, vậy anh chỉ có đủ tiền, không có đủ tiền ăn nữa, còn đi vay góp luôn. Ui trời ơi, vậy thế thì mà. Chúc gia đình mình buôn may bán đắt nhá. Happy New Year. Dạ. Dạ. Vâng, cầu cho bà con tiểu thương ở chợ buôn may bán đắt. Dạ. Dạ rồi, xin chào. Xin vâng, ngay chợ 25.000 cho một phần. Đây chị làm cho khách ăn tại chỗ hay mang đi thưa chị? Mang đi cũng có, ngồi tại chỗ cũng có. Vâng. Tại chỗ là có bàn ở đây nè. Có bàn ngồi. Dạ. Đây chúng ta sẽ coi chị xào xíu, chị cho ra đĩa dĩa nhìn chắc sẽ thấy rất là ngon nè. Đây là hẻm bao nhiêu chị nhỉ? Hẻm 197 Ngô Quyền. Hẻm 197 Ngô Quyền nhé. Dạ, 197 Ngô Quyền, bột chiên, bún gạo, xào bò. Nhìn cái rau thì hấp dẫn quá trời. Dạ. Ngon quá. Vâng, chắc chắn là phải ăn thử rồi. 25.000 thì thấy mà chị bán thế quá rẻ rồi. Dạ. Mình sẽ quay cái dĩa thành phẩm cho cô chú anh chị chúng ta coi nào. Xem bữa cái dĩa đây. Đó, thấy ngon chưa? Wow. Ngon lắm á. Bò ngon á, lấy bò ngon chứ. Bò ngon này, rau nhiều này. Đúng rồi. Rồi, em cảm ơn chị. Dạ, chúc chị đắt hàng nhá. Thank you.
Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip vào chiều thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022. Chỉ còn khoảng một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới 2023. Và ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Vĩnh Viễn, giao cắt với đường Nguyễn Tri Phương. Cái hướng phía trước mặt chúng ta đây đó là có ba anh chị sẽ đi về khu ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Thì hôm nay cũng sẵn tiện là có một cái sự kiện, đó là cái khu vực chợ đêm Nguyễn Tri Phương, khu kỳ đài Quang Trung đó là khai trương. Nên là mình sẽ mời quý cô bác anh chị chúng ta cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ đi đến cái ngôi chợ Nguyễn Tri Phương. Xin phép được chia sẻ lại là trước mặt chúng ta đó, nếu mà mình đi thẳng này đó, là chúng ta sẽ gặp ngã 6 Nguyễn Tri Phương nha các bạn. Rồi mời cô bác anh chị cùng đi với mình. Còn cái hướng ngược lại đó là chúng ta sẽ đi về giao lộ Nguyễn Tri Phương, cắt với con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Ngày xưa là có cái khu mả đá, rồi ở ngay góc Nguyễn Tri Phương với 3 tháng 2 ở phía bên tay phải chúng ta đó thì có ngày xưa là có chợ cá Trần Quốc Toản, bây giờ thì là cái siêu thị Sài Gòn rồi thưa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mời quý cô bác anh chị chúng ta sẽ cùng đi với mình. Mình sẽ đi băng qua đường rồi chúng ta sẽ đi sang đi tới khúc chợ Nguyễn Tri Phương nhé. Ở khu vực Nguyễn Tri Phương thì được mọi người ví đến như là một cái khu phố ẩm thực với rất nhiều những các cái đồ ăn thức uống. Ví dụ như đây các bạn nhìn là các cái tiệm là bán sinh tố nước ép này, trà sữa nhà làm, xôi, bánh mì sáu lẹ, xôi và bánh mì sáu lẹ trên đường Nguyễn Tri Phương. Rồi hủ tiếu Tân Thành Đạt giá chỉ có 45.000 đồng cho một tô. Rồi có bán cả xí quách, nước sâm nhà làm. Rồi quán gà Papa Chicken. Rồi phía đối diện đó thưa cô bác anh chị thì cũng rất nhiều các cái món ăn. Ví dụ như bên kia là nem nướng Nha Trang Cô Điệp, rồi chè Thái Ý Phương, rồi lẩu Hồng Kông ở bên hông của chợ lớn. Chè Thái Ý Phương thì có 1, 2, 3, 4 căn mặt tiền liền nhau. Ngoài bán chè đó thì người ta còn bán cả gỏi nữa. Còn theo cái hướng di chuyển này thì chúng ta sẽ đi về phía giao lộ Nhật Tảo, cắt với đường Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương cũng là một cái trục đường chính khá lớn. Ở đây còn có cả cái tiệm nữa là quán Út Dung, bánh canh chảng bàng, phơi xương. Buổi tối thì quán này mới đông. Và đây các bạn này, chúng ta sẽ tới cái phố đi bộ đêm kỳ đài Quang Trung, hoạt động trở lại từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái địa điểm này. Trên đường đi thì mình cũng sẽ giới thiệu một số những các cái điểm ăn uống ngon, ví dụ như quán gà ta Tú Anh ở bên kia đường, rồi kế đó là quán chay rượu không. Rất nhiều các cái quán ăn ở khu phố này, và có lẽ là nếu mà muốn giới thiệu hết thì cái thời gian cũng cần phải có thêm nhiều thời gian mới giới thiệu hết tới quý cô chú anh chị được. Đây đang là góc đường Nhật Tảo cắt với Nguyễn Tri Phương, thì kế đó, đó có một cái quán cơm tấm Phúc Lộc Thọ. Mà cơm tấm cũng là một món ăn ngon và được nhiều người ưa thích. Đây các bạn, chỉ 3 phút hệ thống cơm tấm khắp Sài Gòn, 144 Lý Thường Kiệt, người ta cũng có một cái quán nữa. Và đây các cái cô nhân viên của quán đang
set up rồi chụp hình đăng Facebook để cho quý khán giả được biết. Tuấn Dương sẽ mời cô chú anh chị chúng ta tiếp tục đi trên cái con đường Nguyễn Tri Phương này. Thực ra thì mình cũng có thể đi xe gắn máy tới ngay và luôn tới chợ, nhưng mà Tuấn Dương cũng muốn cho quý cô chú anh chị một cái trải nghiệm đi trên đường phố Sài Gòn ở những các cái khung giờ cao điểm thì nó sẽ ra sao. Trước mặt chúng ta đang là góc giao lộ đường Bà Hạt cắt với đường Nguyễn Tri Phương. Trong này có một cái tiệm này cũng khá là đông khách này và ngon, đó là một cái tiệm mì vịt tiềm Thượng Hải. Giờ này chắc chưa đông khách đâu, nhưng mà cái quán này thì bán có tiếng đã cũng lâu năm rồi, mì vịt tiềm Thượng Hải. Nhiều khi buổi tối các bạn là không còn chỗ mà ngồi luôn. Thay vì đi cái đây, mình có thể đi cái đường chính là đường Bà Hạt, và có những cái hẻm ở bên hông, có thể đi đường hẻm được. Nếu cô bác thích thì lát Tuấn Dương sẽ đi cái đường hẻm, còn giờ thì mình sẽ đi ra đường lớn để cô bác anh chị chúng ta dễ hình dung những cái khu vực này. Ở đây thì địa bàn của mình rồi, ở trước mình cũng sống ở khu vực đường Nhật Tảo, quận 10 cũng mấy năm, rồi cũng mở các cái cửa hàng kinh doanh buôn bán ở khu vực này. Đó. Những cái quán trà đá, rồi những cái quán cà phê ở vỉa hè. Bây giờ chúng ta đã đi vào đường Bà Hạt rồi thưa các bạn. Đường phố thì tầm khoảng sau 16 giờ đấy, đường bắt đầu đông. Và buổi tối đó, thì có những cái quán như là bên đây các bạn nhìn này, quán ốc mập này, với rất nhiều những các cái món thủy hải sản, món ốc. Người ta vẫn gọi cái quán ốc là cái quán nhậu. Thì nó có nhiều những các cái món ăn nhậu và thường uống với bia. Ở khu vực này thì cũng có nhiều các cái phòng khám tư nhân, phòng khám của các bác sĩ. Ở phía trước mặt cô chú anh chị là giao lộ Nguyễn Tiểu La cắt với con đường Bà Hạt. Đây cô chú anh chị nhìn các cái tiệm như, ví dụ như nha khoa, thạc sĩ, bác sĩ gì cơ. Đó, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hải. Đó, các cái xe bánh mì, bánh tiêu ăn vặt 24 giờ. Ồ, bánh rán, bánh tiêu đậu xanh. Rồi nhìn, ồ còn đây là chuối chiên. Ồ nhìn ngon quá này các bạn ơi, thức ăn đường phố. Để bữa nào chắc đi để ghé qua mua ở đây chuối chiên. Đặc biệt còn có cả số điện thoại nhá, đặt số lượng lớn 0986306557. Cả bánh tiến, bánh cam, chuối chiên, bánh quẩy, rất nhiều món. Đây có chị lại mua này. Cái món này thì cũng dễ ăn thôi các bạn. Rồi chị hơi ngại thì nấp vào gốc cây. Rồi đây đang là góc đường Nguyễn Tiểu La cắt với Vĩnh Viễn. Xin lỗi, Nguyễn Tiểu La cắt với Bà Hạt. Ngay góc này có cái phòng khám này các bạn này, bác sĩ Nguyễn Bảo Toàn. Phòng khám này thì theo như Tuấn Dương biết ấy, là bạn bè của mình cũng thường, một số người nó thường hay ghé ở đây để khám, và bác sĩ khám ở đây đông lắm. Còn bên kia đường các bạn nhìn là
có một cái tiệm là hệ thống đại lý vé số Đại Phát. Bà con cô bác về đi làm về thì dừng chân rồi mua một vài tấm vé số với cái hy vọng là sẽ trúng thưởng, trúng giải đặc biệt. Hãy đến với Đại Phát để thay đổi cuộc đời. Đúng là nếu như mà trúng một tấm vé số đặc biệt thì thay đổi cuộc đời là chính xác rồi. Rồi, chúng ta vẫn đang có mặt trên đường Bà Hạt hướng về phía giao lộ Bà Hạt cắt với đường Ngô Quyền. Đây, dần dần xem có cái hẻm nào cho mình sẽ đi vào trong hẻm một đoạn ngắn ngắn rồi sau đó lại đi ra. Đấy, ở ngoài cái đường chính ở Việt Nam thì những cái mặt tiền chính như này đó thì giá sẽ cao hơn. Ô, chào cô, con ra chợ Nguyễn Tri Phương. Hôm nay là khai trương chợ đêm. Cô đi đâu ấy? Dạ, rồi, con chào cô, con đi ạ. Dạ. Đây, rồi đi cái lối trong hẻm này. Mình vừa gặp một tiểu thương ở trong chợ. Đi vào trong hẻm này thì nhịp sống có vẻ như là nó chậm lại một chút. Cái khu này thì cũng hẻm thông với nhau, nối với nhau giống như những cái ô bàn cờ đó các bạn. Nhà có gia đình, có đám tang. Rồi đây, những cái con hẻm ở trong khu. Để mình xem, đây là hẻm số 237 đường Nguyễn Tiểu La, thưa các bạn. Trong hẻm này thì xe cộ cũng như là phương tiện đi lại thì không có đông như là ở cái trục đường chính. Hẻm này thì chúng ta sẽ đi thẳng ra con đường Ngô Quyền. Tới đây thì là hẻm này lại lấy tên là một bên là Ngô Quyền, một bên là Nguyễn Tiểu La. Của ba anh chị thấy là hai cái dãy nhà thì quay mặt vào nhau, ở giữa thì có thêm một cái lối đi. Sang đến chỗ khúc này đó, sang tới khúc này thì đây là hẻm 246 của đường Ngô Quyền. Ngô Quyền cái khúc bên đây hình như ngày xưa là đường Triệu Đà này. Đây, bên kia cô chú anh chị nhìn số 203 Ngô Quyền. Đây, cái hướng này đó là chúng ta sẽ đi về phía giao lộ Ngô Quyền cắt với đường Hồng Bàng. Mình sẽ đi cái lối bên hông của chợ nhé. Đây, chúng ta đi cái lối này để vào chợ này các bạn. Có nhiều lối lắm, nhưng mà mình sẽ đi cái khúc đường này. Con chào cô. Dạ, vâng. Thế hôm nay khai trương chợ, con đi ra coi thử xem sao. Dạ. Vâng.
Ồ, bún gạo xào thịt bò này các bạn ơi. Bún gạo xào thịt bò, chị nhìn làm nhìn ngon quá trời luôn. Dạ, khi nào mà có gì ghé ủng hộ nha. Dạ vâng, dạ thưa ừ. Nhiêu tiền một phần chị? 25.000. 25.000, ôi giờ bán giá bình dân quá nhỉ. Đúng rồi, giá rẻ lắm, còn chỉ là chợ mà. Vâng, ngay chợ. 25.000 cho một phần. Đây chị làm cho khách ăn tại chỗ hay mang đi thưa chị? Mang đi cũng có, ngồi tại chỗ cũng có. Ngồi vâng. Tại chỗ là có bàn ở đây nè. À, có đó. Bàn ngồi. Dạ. Dạ. Đây chúng ta sẽ coi chị xào xíu, chị cho ra đi dĩa nhìn chắc sẽ thấy rất là ngon nè. Đây là hẻm bao nhiêu chị nhỉ? Hẻm 197 Ngô Quyền. Hẻm 197 Ngô Quyền nhé. Dạ. À. 197 Ngô Quyền, bột chiên, bún gạo xào bò. Nhìn cái rau thì hấp dẫn quá trời. Dạ. Ngon quá. Vâng, chắc chắn là phải ăn thử rồi. 25.000 thì thấy mà chị bán thế quá rẻ rồi. Dạ. À, mình sẽ quay cái dĩa thành phẩm cho cô chú anh chị chúng ta coi nào. Xem bữa cái dĩa đây. Đó, thấy ngon chưa? Wow. Ngon lắm á. Bò ngon á, lấy bò ngon chứ. Bò ngon này, rau nhiều này. Đúng rồi. Rồi, em cảm ơn chị. Dạ, chúc chị đắt hàng nhá. Dạ, dạ, cảm ơn. Đây, mình ban ngày á các bạn. Ban ngày cái khu này thì bà con cô bác ngồi bán rau rất là đông. Nhưng mà buổi chiều á thì gần như là chợ không có cái, những cái phía dãy bên ngoài chợ là không có hoạt động. Chào con. À, còn cái hướng thẳng này các bạn là chúng ta sẽ đi ra đường Bà Hạt này. Cái khúc phía trước ấy, thì có nhiều cái tiệm vàng. Một số tiệm ở ngoài này là không có bán. Một số tiệm bên ngoài này là các cô chú chỉ bán buổi sáng thôi. Còn tới buổi chiều thì nghỉ. Và cô bác anh chị nhìn thấy cái phần lối đi dồ đó thấy rất là rộng rãi. Ban ngày thì đông lắm. Ban ngày thì thưa các bạn là những cái dù này này là được thuê. Sau đó thì các cô chú sẽ dựng cái chiếc dù này lên. Rồi dựng những cái dù này lên rồi bán kê những cái sạp đó ra nữa để bán. Mình sẽ đi ra gần hơn tới cái khúc chợ đêm. Đây phía hai bên này là mấy cái dãy hàng cá này các bạn này. Dãy hàng cá. Rồi hướng phía trước mặt của mình ấy là cái phía mặt tiền của chợ Nguyễn Tri Phương mà quay ra kỳ đài Quang Trung. Một số người cũng đang dọn dẹp để nghỉ. Những cái tiệm vàng này có lẽ không có bán buổi tối. Rồi mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi tiếp nhé. Các gian hàng bán cá, bán tôm. Ừ, Sài Gòn ngày nay. Ừ, lúc này bán được không em? Chậm á. Thường em bán mà ban ngày là chính hay gì? Tối bán phụ thôi. À. Rồi bán đây mấy giờ mới về? 7 giờ. À, thế 5-6 giờ về rồi, cảm ơn. Tối nay. Dạ. Ơi ơi. Đấy. Đó kêu cái lốc giờ này nó quên từ 6 giờ sáng giờ mà từ 6 giờ sáng giờ vẫn còn hàng. Rồi. Mỗi ngày bán mấy trăm ký cá chị? Ngày xưa em bán là 200 ký rồi, em bán được có 40 ký à. Ờ, còn khoảng 1/5. Vậy thì có đủ tiền sắm vàng không? Không, vậy anh chỉ có đủ tiền, không có đủ tiền ăn nữa đâu, còn đi vay góp luôn. Ui trời ơi, vậy thế gì mà. Rồi, cảm ơn chị. Đây
Chợ thì hôm nay tổ chức, các bạn nhìn này, phía đây là những các cái sạp bán thịt, bán rau, có cả những cái phần này là chúng ta sẽ làm dạng như là mái tre đó, nếu mà trời mưa thì chắc là sẽ bung ra. Còn trước mặt cô chú anh chị đó là góc đường Nhật Tảo cắt với đường Nguyễn Lâm. Rồi chúng ta sẽ quay toàn cảnh cái khu vực này nhé. Ồ, đi qua nhìn thấy trang trí cũng rất đẹp này. Các hôm nay là ngày khai trương. Đây, phía trước mặt của ba anh chị là khu kỳ đài Quang Trung. Đèn xanh đỏ nhấp nháy nhấp nháy. Rồi có những cái gian hàng Tết trang trí hình chữ phúc, chữ lộc. Cái kia giống chỗ đó giống như là để cho mọi người chụp hình. Rồi có những cái tiểu cảnh phố ông đồ đó, kiểu như vậy. Rồi sau một cái thời gian nghỉ dịch khá dài thì bây giờ mình thấy là các sạp đã bắt đầu gọi là sửa chữa lại, sau đó rồi chuẩn bị để phục vụ. Trước mặt chúng ta đây là có một cái gian hàng bán trái cây này. Rồi các sạp thì cũng đã bắt đầu sáng đèn lên rồi, thì chưa biết là ngày hôm nay bà con cô bác là lại mua ra sao, rồi buôn bán như thế nào, vì hôm nay là ngày khai trương. Đây phía trước là giải khát Hàn phố này, đang lau các cái kệ, chắc là khoảng là 17 giờ mới bắt đầu. Nay mình đi lúc này là hơi sớm. Rồi các tiểu cảnh là chữ phúc, chữ thọ, chúc mừng năm mới. Bàn ghế chõng tre. Tái hiện những cái không gian xưa, những cái ụ rơm. Rồi các cái gian hàng bán trái cây này các bạn này. Có rất nhiều các loại trái cây như là sơ ri, xoài, quýt, vú sữa. Rồi các cái loại quả ngâm. Đây, một số các cái tiệm bạc, tiệm vàng chuyên mua bán bạc cao cấp rồi đang làm những cái trang trí đèn. Những cái tiểu cảnh chúc mừng năm mới 2023. Chợ Nguyễn Tri Phương, 68 Nguyễn Lâm. Đây các bạn, có những cái chữ chúc mừng năm mới, tài lộc. Những cái đống rơm năm mới này là năm con mèo nhá, biểu tượng hình những cái chú mèo đó. Rồi những cái tiểu cảnh chúc mừng năm mới này, những đóa mai vàng. Rồi, khu phố đi bộ, khu vực kỳ đài Quang Trung. Trước mặt chúng ta là cái khu ẩm thực, thì hiện tại nó đang là những cái bãi giữ xe, nhưng mà trong ít phút nữa thì sẽ các nhà xe này sẽ dẹp, tức là sẽ trả xe hết thì sẽ trả lại cái mặt bằng cho khu chợ ở đêm. Đây những cái tiểu cảnh nha, nhìn rất đẹp nha. Rồi, cô bác anh chị nhìn nói chữ Tết. Vạn sự như ý, chúc mừng năm mới. Lẩu cua đồng lão bảy.
những cái chiếc thuyền hoa này, trang trí đơn giản nhưng mà cũng khá đẹp nha các bạn. Ẩm thực Thảo Lâm. Rồi lát xíu mình nghĩ rằng chắc chắn là có thể sẽ có múa lân, vì bây giờ thấy đội múa lân đang đứng ở phía trước mặt rồi. Thưa cô bác anh chị, cái hướng này đó là chúng ta sẽ đi về phía ngã 6 gọi là Phùng Binh Cây Gõ. Đây đang là con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Thì hôm nay thì mình thấy cái khu vực lối vào chợ đêm, khu vực Kỳ Đài Quang Trung đó là có trang trí rất là đẹp. Trong đó là có hai cái cổng chào từ phía bên ngoài có ghi là phố đi bộ đêm khu vực Kỳ Đài Quang Trung. Đây các bạn, với cái dòng chữ là phố đi bộ đêm khu vực Kỳ Đài Quang Trung. Lối đi vào là ngay góc đường Nguyễn Lâm cắt với đường 3 tháng 2. Hôm nay chúng ta đi vô phố đi bộ đêm thì thấy bên ban tổ chức có để một cái bảng là bãi giữ xe phố đi bộ đêm miễn phí từ 17 giờ cho tới 23 giờ. Đấy, ở trên phía bên trên đã ban tổ chức che những cái chiếc dù với đủ những cái màu sắc xanh đỏ tím vàng, nhìn rất đẹp nhé. Thưa cô bác anh chị, đây đang là con đường Bà Hạt và khúc này đó thì cũng có, chúng ta cũng có thể đi vào chợ Nguyễn Tri Phương được. Thì cô chú anh chị thấy có rất nhiều các cái quầy bán hàng Tết với những cái giỏ quà Tết đã được trang trí và bày ra sát với khu vỉa hè. Đó, bày ra sát với cái khu vỉa hè những cái giỏ quà Tết. Thường thì những cái giỏ này sẽ có ghi giá sẵn, giờ ai mua thì sẽ căn cứ theo cái giá niêm yết ở trên cái giỏ quà để chúng ta chọn được những cái giỏ phù hợp. Đây cũng bắt đầu có những cái tiệm mà thông báo lịch nghỉ Tết rồi. Rồi một số tiệm thì đề biển chúc mừng năm mới, tiệm vàng Ngọc Hà, vòng Ngọc Việt nằm trên đường Bà Hạt. Một số tiệm đã có kế hoạch là nghỉ Tết rồi nha các bạn. Năm 28 Tết hoạt động lại thứ 6 ngày mùng 6 Tết.
đi thẳng cái hướng này là cô bác anh chị sẽ đi vào, đi gặp ngã tư Bà Hạt cắt với Ngô Quyền. Rồi, mình sẽ đi vào trong chợ nhé. Đó, các bạn thấy là bày biện hàng hóa vào dịp Tết. Dạ, quay rồi. Nữa hả? Vâng, chào chú. Dạ. Quay nữa hả? Dạ, con, vâng. À, nhìn ngày nay đó hả? Vâng, Sài Gòn ngày nay chú. À, quay vâng. Nè. Vâng. À, rồi, chúc gia đình mình buôn may bán đắt nhá. Happy New Year. Dạ. Dạ. Vâng, cầu cho bà con tiểu thương ở chợ buôn may bán đắt. Dạ. Dạ rồi, xin chào, xin cảm ơn. Dạ. Đây, đi lối này đi. Dạ. Đây, đi rồi trong chợ vào đi phố ẩm thực Nguyễn Tri Phương thì vào kỳ đài Quang Trung đó, thì vào luôn chợ mua sắm cũng mà khá là tiện. Hy vọng là trong thời gian tới chắc là bà con cô bác ở đây sẽ buôn bán được. Dạ. Là chim, là chim cô này. Ôi, giờ nhìn dễ thương quá. Dạ, bán gần Tết là mấy mặt hàng này chắc bán chạy này. Mua đi. Dạ. À, mua rồi mới được live stream đúng không ạ? Dạ. Nến, đèn cầy, phong bao lì xì, hộp quẹt. Dạ. Dạ. Đưa Facebook à, đưa YouTube Sài Gòn ngày nay chị nhá. Dạ. Vâng, đẹp đẹp. Vâng, xấu không cho quay. Rồi. Chào chị. Dạ. Rồi, tạp. Ủa, bán tới mấy giờ chị Thơ? Bây giờ chị ta chuẩn bị dọn. Chuẩn bị dọn rồi. Mà tưởng có chợ đêm này thì bán luôn. Ban quản lý không cho hay sao? Giờ này mệt lắm. À, giờ này mệt rồi. Từ sáng tới giờ phê rồi. À, thâu đủ tiền rồi thôi, về đếm tiền thôi đúng không? Dạ. Rồi, năm mấy rồi. Dạ dạ rồi, cảm ơn chị. Nó đi chiều vậy? Dạ, hôm nay thấy khai trương này nên là tiện thể đi qua đây luôn. Rồi. Vâng, rồi em chào chị nha, em đi ạ. Dạ. Ờ, đồ Tết này. À, cô chú hôm nay cũng có vẻ dọn sớm quá. Ồ, nghỉ sớm thế cô. À, dạ. À, phía bên tay phải này những cái sạp bán quần áo này, đồ đầm này. Còn một số cô chú thì dọn rồi. Đây, những cái sạp bán bánh mứt kẹo Tết này, các loại hạt. Rồi ra ngoài này nữa là chỗ này bán bông chưng Tết này các bạn này. Nhiều mẫu đẹp quá trời. Áo bà ba đẹp quá. Nhìn thấy rộn ràng quá trời. Thưa chị, mình là của bên ban tổ chức hay là tiểu thương mình bán thôi chị? Vậy là ở bên ban tổ chức. À dạ dạ vâng. Em cảm ơn. Các loại trái cây nhìn ngon quá. Ổi này, bú sữa này, chôm chôm này. À.
dưa lê hoàng kim này, nhãn này. Dạ. Các chị bán hàng là mặc áo bà ba nhìn rất đẹp. Rồi, các quầy bây giờ bắt đầu dọn ra để bán hàng này. Trà sữa, trà tắc. Đây bây giờ các quầy sẽ trưng bày, rồi một số thì đang gắn những cái bàn này lên. Thì thưa các bạn, là khi mà chúng ta mua đồ ăn uống ở những cái quầy phía trước mặt đó, thì có thể ra đây để ngồi trên những cái bàn này, ăn uống tại cái bàn này, có ghế, có bên... xong rồi lát thì sẽ có một cái bộ phận là sẽ dọn dẹp. Đó, lá lốt mỡ chài. Nói chung lát xíu rồi chắc là sẽ rất là đông đấy. Đây, mấy chị bán hàng mặc áo bà ba, hủ tiếu, bánh canh, rồi ốc bươu, nhìn ngon quá. Các loại trái cây của Việt Nam, xoài cát Hòa Lộc, rồi thanh long, các loại trái cây, chôm chôm, rồi có cả trái mãng cầu na này các bạn này, mãng cầu Thái. Cô bán hàng thì mặc áo bà ba nhìn rất là dễ thương nhé. Nhãn, me, mãng cầu, cam, chôm chôm, vú sữa, dưa lê hoàng kim, quýt. Thưa các bạn, là những cái khu ẩm thực mà có bày sẵn những cái bàn rồi có sẵn mái che để trong cái trường hợp nếu như mà trời mưa đó thì kéo cái mái che. Thank you.
vào phần chính của chương trình ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một chương trình tiết mục văn nghệ để chào mừng trong chương trình ngày hôm nay. Và mở đầu tiết mục văn nghệ ngày hôm nay, xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của nhóm VMO, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, và Sắc Xuân Huy Hoàng, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Lê. Một tràng pháo tay cho nhóm VMO. Các tiểu thương trong chợ thì sẽ có một cái tiết mục kịch. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn thân mến, môi trường sống của chúng ta đang đối mặt với sự ô nhiễm ngày càng nặng nề từ các loại rác thải, mà trong đó túi ni lông là một trong những nguyên nhân chính. Bởi trải qua hàng trăm năm đến hàng ngàn năm, túi ni lông mới có thể phân hủy được. Chính điều đó đã gây ra rất nhiều tác hại cho môi trường. Thực hiện cuộc vận động, người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và ngập và giảm ngập nước. Cùng với mong muốn chung tay góp sức bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của túi ni lông khó phân hủy, góp phần tích cực nhằm thay đổi nhận thức, trách nhiệm và thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy của người tiêu dùng, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng quận 10 văn minh hiện đại nghĩa tình. Tiếp theo là tiểu phẩm chung tay bảo vệ môi trường. Tại nhà ông Năm, thời gian khoảng xế trưa, từ nhà bếp ông Năm đang dọn bữa ăn trưa. Thật là không hổ danh đầu bếp tuyệt vời. Về có người dọn sẵn đồ ăn thì không còn gì bằng. Ủa sao giờ này bà chưa về ta? Thôi chờ bà một chút đi, có chết một tay nào. Chú Năm ơi, chú Năm có nhà không chú Năm? Ai đó? Dạ con Út My chú ơi. À Út My qua chơi có gì không cháu? Dạ con chào chú. Hôm trước chú nói con khi nào có đi ra chợ hay chi phương và cho chú gửi mua những cái bao ni lông nè, hộp nhựa, ly nhựa rồi cũng muỗng nhựa đó chú. Hôm nay con qua gặp chú để con lấy tiền để con đi mua. À mà bao nhiêu tiền vậy cháu? À chắc chú đưa con trước 500 đi. À, thiếu dư đủ gì đó con về con báo với chú nha. Chà, bây giờ chú chưa có đủ tiền đây. Để chiều thứ năm đi chợ về á, thứ năm đưa tiền cho chú rồi cháu qua chú gửi cho cháu nha. Dạ cũng được chú. Con nói với chú nghe, chắc cái này con mua giùm chú thôi chứ không có lời lớn gì đâu nha chú. Trời ơi, chú đâu có nghĩ ba cái chuyện đó đâu cháu. Dạ, thôi con xin phép chú con về. À thưa ba, con mới về. Ủa? Ủa má về chưa vậy ba? À chưa, mà con sách gì mà nhiều quá vậy? Trời ơi ba biết không, hôm nay má con tài ghê á. Má tham gia hội thi thiết kế xây dựng quận 10 xanh sạch đẹp, má đạt giải nhất đó ba, được thưởng quá trời quà luôn. Trời ơi, thưởng tiền tao ham chứ thưởng ba đó, sách tiền tao nó nặng. Con lấy cho ba coi là đảm bảo ba thích ngay à. Đây ba ơi, bình nước kim loại thay thế chai nhựa dùng một lần. Toàn là sản phẩm thân thiện của môi trường không à ba. Còn đây nữa là ba, ống hút bằng giấy thay thế ống hút nhựa khó phân hủy. Còn đây là những cái ống đựng đũa, đựng muỗng và đựng tăm đó ba. Con lấy cho ba xem nha. Bình bông đó ba. Ba biết không? Alo. Đây là những sản phẩm này, là những sáng kiến của tập thể anh chị em tiểu thương ngành hàng ăn uống, thực hiện mô hình ngành hàng ăn uống nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần đó ba. Tất cả các sản phẩm này được làm bằng nhựa tái chế và tái sử dụng lại. Đây là bình bông được tái sử dụng lại bằng cái bình đựng nước, đựng bột giặt đó ba. Nhưng ba thì ba có thói quen hồi xưa giờ ba xài ba cái túi ni lông, ba cái hộp nhựa, cái hộp giấy đó, nó vừa dai vừa đẹp, mẫu mã rất là đa dạng. Ba xài xưa giờ có làm sao đâu. Con chán ba.
3 ngày luôn á. Ba hay có cái thói quen á, sử dụng mấy cái túi ni lông khó phân hủy nè, rồi mấy cái sản phẩm vừa dùng một lần nè. Ba biết không, mình dùng nhiều lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh như bệnh ung thư nè, bệnh ngộ độc thực phẩm nè, còn làm ô nhiễm môi trường đất và nước. Ngoài ra còn làm xấu vẻ mỹ quan môi trường đô thị nữa đó ba. Bây giờ đứng ở ngoài nghe chị nói cũng đúng. Nhưng mà em nói chị nghe nè, ba chị là người lớn tuổi rồi, ba chị già dặn kinh nghiệm. Em nghĩ chị em mình phải nên nghe lời và tin tưởng ở chỗ ba chị đi. Ba chị còn nhờ em mua giùm những cái sản phẩm nhựa. Em chưa có dịp mua giùm cho ba chị, ngại ghê luôn á. Ba con chán ba ghê luôn á. Ba con không hiểu được ba cứ xài mấy cái đó không à. Thì ba mới vừa gửi mua chứ ba chưa có mua. Con ơi. Dạ. Ba phụ má ơi. Ủa bà mới về đó hả? Tôi mới về nè. Bà sắc cái gì mà nhiều quá vậy? À, cái này là cái giải thưởng của tôi thi vào sáng giờ đó nha. Ông biết là tôi đại diện cho chợ Nguyễn Tri Phương. Tôi đi thi cuộc thi thiết kế xây dựng quận 10 xanh sạch đẹp đó. Đây là một cuộc thi rất là đặc biệt mà rất là hay nữa. Mà sản phẩm cũng hay nữa nha. Toàn là những cái sản phẩm mà bảo vệ môi trường không mà sản phẩm xanh sạch bảo vệ môi trường. Ông có biết mà 11 tôi đạt giải nhất luôn đó, mà 11 tôi được lên đài truyền hình nữa đó. Đây là, đây là cái dĩa giấy nè, dĩa giấy rồi ống hút tinh bột nè, rồi túi vải không nhựa, đây rất là dễ phân hủy bảo vệ môi trường. Đây là ly giấy nha, đây nè, sản phẩm bảo vệ môi trường nhưng mà mẫu mã rất là đẹp, hiệu quả sử dụng rất là cao. Đâu phải là cái loại mà nó bình thường đâu, thấy không? Bây giờ mọi người sử dụng cái này rất là nhiều. Và tôi thấy tôi đi chợ nhiều rồi, tôi tham gia hoạt động nhiều. Tôi thấy là ở chợ thì người ta sử dụng túi ni lông rất nhiều. Cho nên năm nay tôi thấy các anh chị ban quản lý rất là hay. Làm được một cái việc là bây giờ là trước đây thì tuyên truyền nhiều rồi, bây giờ là vừa tuyên truyền mà làm ra cái giải pháp luôn, đã làm ra được cái túi mà ni lông tự hủy sinh học nè. Mọi người xem đi, có in tên chợ Nguyễn Tri Phương và địa chỉ chợ Nguyễn Tri Phương. Đây là một cái giải pháp rất là hay, đột phá nha. Nghĩa là bây giờ là để mà tiểu thương và khách hàng cùng sử dụng túi ni lông tự hủy sinh học, nó sẽ bảo vệ môi trường. Ông thấy nó hay chưa? Thằng kiếm con biết là hay quá à, thi mà đặt giải nhất luôn. Ủa cô qua nào vậy? Dạ con qua nãy giờ rồi Tiến. Cô qua có chuyện gì không? Dạ con qua cái con thăm chú Tiến, tặng cái con báo chú Tiến một tin mừng nè. Con mới vừa hôm bữa con ra chợ với chị Phương á, con thuê được một cái sạp rồi. Sắp tới cái con bán mấy cái bao ni lông hộp nhựa nè, ly nhựa nè, nói chung những sản phẩm nhựa. Có gì lúc đó chú Tiến ra ủng hộ con, không cần đi đâu mua cái gì gọi điện cái con giao tận nhà luôn nha. Cô tính kinh doanh để kiếm thêm thu nhập hả? Dạ con mở thêm một sạp nữa kinh doanh mặt hàng này. Nhưng mà tôi nói thật cô Út nghe nha, trước khi kinh doanh thì tôi có ý kiến để cô Út tham khảo thêm. Bây giờ ý thức của người dân về bảo vệ môi trường rất là cao. Tôi đi chợ nhiều tôi biết người dân thì mua những cái sản phẩm này không nè. Cô Út lên xem đi, nãy giờ tôi cho cô Út xem nè, đó thấy không, ly giấy nhưng mà mẫu mã rồi rất là đẹp. Và đó bây giờ nè, ban quản lý đã làm ra được cái túi này mà tiểu thương dùng để mà gói hàng gói tới, thì là cái túi này nó đi sẽ theo khách hàng đi về tận nhà của khách hàng luôn, rồi giúp cho khách hàng thấy được chợ Nguyễn Tri Phương người ta làm hay quá và sẽ tới ủng hộ. Thì bây giờ tôi khuyên cô Út là nên kinh doanh những cái sản phẩm bảo vệ môi trường như thế này để mà mình cũng là góp phần mà tuyên truyền mọi người về bảo vệ môi trường luôn, sử dụng sản phẩm. Mà tôi nghe nói đâu là sau này những cái sản phẩm mà gây ô nhiễm môi trường sẽ bị đánh thuế rất là cao nha. Cô Út xem lại đi, mốt mà mình kinh doanh không đúng là không có lời đâu. Với lại con nghe thấy vậy chỗ nào má, bữa giờ con thấy chợ Nguyễn Tri Phương tổ chức rất là nhiều hoạt động như là phát miễn phí túi ni lông tự hủy thân thiện môi trường cho khách hàng và tiểu thương đi chợ. Còn ngoài ra nha, còn phát phiếu mua hàng giảm giá cho khi mà mua cái những sản phẩm túi ni lông tự hủy này,
con còn biết nữa nha. Ngoài ra trên địa bàn quận 10 mình á, nhằm giảm thiểu tái sử dụng và xử lý chất thải thì đã đưa ra một số chỉ tiêu để mà thực hiện như sau. Năm 2023 giảm sử dụng 65% sản phẩm nhựa dùng một lần. Đến năm 2025 thì tỷ lệ này nhân lên là 80% đó ạ. Nãy giờ anh nói cái gì cũng hay, nói gì cũng đúng hết trơn vậy Kim Năm. Cô biết không, ông Quanh đó là hội viên hội phụ nữ chợ Nguyễn Tri Phương, là tuyên truyền viên nòng cốt của chợ á, bảo vệ tích cực và tuyên truyền bảo vệ môi trường á cô ơi. Dạ, nhưng mà con nói gia đình nghe, gia đình nói thì con xin nghe, nhưng mà về góc độ quan điểm suy nghĩ những người chất rồi mọi người nói là phải biết gọi cái người ta nói là tôi đang khuyên bố, tôi cũng khuyên bố là vẫn phải là kinh doanh những cái sản phẩm bảo vệ môi trường này. Mỗi người mỗi quan điểm mà đúng không? Ủa anh gì vậy? Điều gì vậy? Sao lại làm hẳn con mình? Ủa anh làm sao em? Sao vậy? Còn đưa đi chỗ mình bị cấp cứu rồi. Thôi thôi sao? Con xin phép con Linh nha. Dạ. Con xin phép con Linh về dạ. 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 Thôi gia đình mình đi vô thành nhỏ thôi. Nó bị làm sao vô bệnh viện không thôi. Ờ cố 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 bây giờ sao, sao rồi bị sao rồi thì cô cảm ơn gia đình phải nói rằng là thì không biết nói sao nữa, cũng đỡ do tụi con á, hàng ngày á thay vì mình đi ra mà mua cháo cho nhỏ nó ăn thì mình cầm cái chén mình đi mua đi đâu đâu ạ. Cái con thấy người ta bán cháo cái người ta có được bằng cái hộp nhựa thôi sẵn tiện đi cũng tiện đó, chứ mình ra cái mình mua bằng cái hộp nhựa đem về mình để nhiều khi để ở đó chứ nó nguội đi rồi ông xã con thì cứ âm đi âm lại cho nhỏ nó ăn ăn lâu ngày. Hôm nay khi nhập viện khi bác sĩ nói nó bị ngộ độc thực phẩm cho sử dụng những cái hộp nhựa đó rồi có sao giờ, không chị giờ sao rồi cố giờ nó là sao rồi nhà là bác sĩ tận tình uống rượu á nó cũng đỡ rồi nó qua nó cơm đi cực. Trời ơi, hủ hồn đó. Mừng ngay hả? Đó, chị thấy không? Chị hay có cái thói quen sử dụng mấy cái túi ni lông nè, khó phân hủy nè, mấy cái ly nhựa, chai nhựa nè. Rồi những cái đó sử dụng lâu dài riết rồi á, nó sẽ gây ra ngộ độc thực phẩm giống như là mặn nó con của chị bị đó, chị thấy chưa? Thật sự này là một bài học rất là tốt rồi. Chị nhận ra được điều này là hay lắm rồi. Bây giờ đã đến lúc mọi người chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường, từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy sang sử dụng túi ni lông tự hủy thân thiện môi trường. Một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm bảo vệ môi trường sống của chúng ta cho hiện tại và cho các thế hệ mai sau. Bởi vì tôi á, tôi rất là đồng tình cái quan điểm và cái suy nghĩ của ông Quang. Các cô bác anh chị, hiện giờ thì bên ban tổ chức đang tiếp tục cái chương trình khai mạc với những các cái tiết mục múa hát văn nghệ. Thì bây giờ mình sẽ đưa quý cô chú anh chị chúng ta đi một vòng để coi xem là khu ẩm thực Nguyễn Tri Phương bán những cái gì nhé. Trà bông cỏ tươi mát thanh nhiệt giá là 15.000 đồng cho một phần, bông cỏ đường phèn. Rồi tiếp theo là một cái gian hàng bán đậu hũ kỳ, rồi nước ngọt. Rồi gian hàng kế tiếp là trà sâm đô la. Rồi bên này thì có một cái gian hàng là chuyên bán những cái con tò he, anh ấy nặn những cái con tò he nhìn rất đẹp. Rồi kế tiếp là đến một cái gian hàng là dưa vàng trưng Tết, dưa vàng trưng Tết đó, với những cái chữ là chữ tài chữ lộc, phát tài phát lộc phúc lộc thọ. Rồi còn phía trước mặt chúng ta là cái khu ẩm thực
với các cái gian hàng bán đồ ăn thức uống như là phá lấu bò này, bò kho, đại phát, hủ tiếu, mì sợi. Đấy, mình cũng thấy cũng có khá nhiều người tới đang ngồi ăn này đó, phá lấu bò. Rau bạch tuộc, bắp xào, cá viên chiên, sốt bơ tỏi, bò lá lốt, mỡ chài. Có lẽ trong tương lai thì mọi người sẽ biết tới cái khu phố này nhiều hơn, cái khu chợ ẩm thực Kỳ Đài Quang Trung. Tiếu, bánh canh, nui. Khu vực bán trái cây. Ở đây mình thấy cũng có một số bạn mặc áo dài. Có lẽ là lát xíu sẽ có những cái tiết mục văn nghệ gì đó. Đây các bạn gái mặc áo dài để hát đàn này. Mấy cái đàn tranh, đàn tỳ bà. Rồi những cái gian hàng bán quần áo này. Đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô bác anh chị đã đồng hành theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để xem nhiều video mới của Tuấn Dương, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.